Thì mấy đứa nhỏ nó thích mua mấy cái xôi này lắm nè. Trong cuộc sống nha. Đây là số tiền của chú Đức ở Mỹ gửi hỗ trợ cho bà con. Dạ. Rồi chúc ông bán đất nha. Dạ. Nước cũng có hỗ trợ tháng được 900 mấy. Nhà nước hỗ trợ một tháng được 900 mấy. Từ nặng đây chứ mấy người kia có 700 mấy. Dạ. Tôi đi không được. Cái tay ông bị rung luôn kìa. Dạ. Bà đút cơm không chứ tôi đâu mất luôn được đâu. Dạ. Rồi ông đi bán đi, con chào ông nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Của cô là mấy tuổi rồi? Là bị bẩm sinh hồi nhỏ hả cô? Nó bị 4-5 tuổi á. Dạ. Cô ơi, vậy con gửi hỗ trợ cho con 200 ngàn tiếp cô trong cuộc sống nha. Đây đó anh Giang hả? Dạ, của em là ông Kính đó đây. Dạ. Thấy cái chương trình này á. Dạ. Bảy ông thôi chưa bằng á. Các bạn ơi, chương trình mới nhận con nước. Dạ. 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 Dạ, đây là số tiền của chú Đức ở Mỹ gửi hỗ trợ cho bà con mình. Dạ. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Chúc cô bán. Dạ. Cảm ơn cô bán khô. Dạ. Con gửi tặng cho bà 200 luôn nha. Dạ, đây là số tiền của chú Đức gửi hỗ trợ cho bà con. Vậy là cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạ dạ dạ. Ở đây có gì là cho bà ăn. Dạ. Hay mấy bà bệnh. Dạ dạ. Bà bệnh nhiều khi cô thấy mấy cái này nó mua thuốc là dọn mắt. Dạ. Xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Các bạn thân mến, hiện tại là mình đang có mặt ngay tại thành phố Sa Đéc,
của tỉnh Đồng Tháp. Ngay chỗ đây là em đang đứng trên một cái con sông ở phía trước chợ Nàng Hai nè cô chú. Sông ở đây là sông Sa Đéc luôn nha. Trong video hôm nay em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan một ngôi chợ ở thành phố Sa Đéc, nhưng mà không phải là chợ Sa Đéc nha cô chú. Ở đây là chợ Nàng Hai. Ngay chỗ này là một cái cây cầu để cho bà con đi tàu hoặc đi xuồng á, người ta đi lên chợ bằng cái chiếc cầu này là cô chú. Ở đây có cái ghe rất là lớn luôn nè. Cái con đường này vận chuyển lúa gạo và hàng hóa rất là nhiều luôn. Để em quay máy lại cho cô chú xem nha. Một buổi sáng ở đây đứng có khoảng chừng 5 phút mà em thấy khoảng gần 10 chiếc ghe lúa chạy ngang. Chiếc ghe này hiện tại là chưa có chở hàng nè. Mùa này là vào mùa lúa luôn, cho nên là cái con sông này rất là nhiều ghe tàu vận chuyển lúa. Mặt trời mọc hướng này cho nên là nó hơi chá nha cô chú. Phía xa xa đằng kia có chiếc cầu Sa Đéc 1. Bây giờ là tầm 7 giờ sáng rồi. Giờ là trên chợ Nàng Hai á, là bà con đi chợ cũng khá là đông. Tại chợ này bà con đi chợ cũng sớm lắm. Rồi bây giờ mời cô chú mình cùng đi lên bờ đi chợ với em nha. Ở đây có một cái chiếc xuồng của mấy cô đi chợ bán cá rồi nè, đậu đây. Sáng nay là nước ròng cho nên là cái bãi ở đây nó lại ra cũng khá là xa luôn. Đi hướng đằng này thì xa xa có một cái kho lúa gạo á, cái cảng lúa gạo là ghe tàu đậu tấp nập luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên bờ nha cô chú, đi vô chợ, tranh thủ giờ này chợ còn đông với lại bà con bán còn nhiều cá ngon nữa. Chợ Nàng Hai đây là một trong những chợ mà bán nhiều cá đồng rất là ngon. Tuy ở đây là một cái chợ xã, chợ phường thôi nhưng mà cũng khá là nhộn nhịp vào buổi sáng đó cô chú. Ngày hôm nay thì cái bãi giữ xe nó nằm ở phía bên đây nè, nằm ngay phía dưới sông luôn, không có còn giữ xe ở đằng trước nữa. Ở đây thì rộng rãi và thoáng lắm. Rồi bây giờ mình đi vô chợ nha. Ở đây là cái con lộ DT852, phía đây là nhà lồng chợ Nàng Hai nè. Mình rẽ hướng này là đi về chợ Sa Đéc cô chú, có khoảng vài cây số. Còn con đường này mà đi hướng ngược lại, đi hướng này là mình đi về Cao Lãnh nè. Hôm nay trời nắng khá là đẹp luôn. Bây giờ mình đi vô chợ nha cô chú. Đi qua lộ đi vô chợ. Phía trước này cũng có một số quầy bà con bán quần áo, giày dép phía trước nè. Để lại đây quay cái cạnh cái cổng chợ Nàng Hai cho cô chú xem nha. Chợ Nàng Hai ở Sa Đéc. Không biết là nguyên nhân gì sao mà chợ này được tên là chợ Nàng Hai. Em cũng có tìm nhiều thông tin nhưng mà chưa có thông tin chính xác cho cô chú. Chút xíu nữa mình sẽ đi sang cái cánh bên đây ha. Đi vô cái ngay cánh bên đây là mấy cô bán cá liền luôn. Ở đây có cái cô bán xôi nè,
Đây có chị bán xôi. Chị bán xôi đắt lắm nè cô chú. Chị ơi cho em xin quay vài cảnh nha. À, này là xôi nếp cẩm hay là xôi nếp than hả chị? Xôi lá cẩm. À, có miếng cơm trái nè cô chú. Dạ. Gói với bánh kẹp. Này gọi là xôi bánh kẹp. Hôm nay là chủ nhật. À. Này mấy đứa nhỏ nó thích mua mấy cái xôi này lắm nè. Rồi em cảm ơn nha anh chị. Bên đây thì có cô bán bánh mì nem nướng đâu nè, bánh mì heo quay. À, đằng đây thì phía trước có mấy anh bán xoài, mấy chú bán xoài. Mùa này cũng gọi là đầu của mùa xoài rồi đó cô chú. Hay là xoài cát bà lộc, rồi xoài tứ quý. À, phía bên kia thì có sầu riêng kìa. Bây giờ mình đi vô cái khu bán cá trước nha. À, mấy đứa nhỏ đi mua xôi rồi, dễ thương quá. À, mình đi vô cánh bên đây, đi vô khu chợ cá nha cô chú. Chào cô. Rồi quẹo đây nha cô chú. Ở đây có một cô bán đậu hũ nóng nè, để lại mua một ly đậu hũ nha cô chú. Chào cô. Ở đây cô bán đậu hũ nóng không hả cô? Dạ. Cô lấy cho con một ly đi. Bao nhiêu một ly vậy cô? Dạ. Ly nào lưng lưng á, xách theo cho đừng có đổ. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn nha cô. Cầu quá là thơm luôn cô chú ơi. Cái gánh này bao nhiêu năm rồi cô? Mới 32 năm. Mới 32 năm hả? Dạ. Cô ngồi ngoài đây dễ thương quá nè. À, đang nắng lên nữa. Đây cô Trọn nè, nhìn hấp dẫn quá. Cậu cô Trọn làm con thèm luôn á, nó thơm. Này có rừng hả cô? Rừng với lá dứa. Lá dứa. À, quá trời ngon luôn. Bên kia là cô múc ra hết rồi hả? À còn để cho con xin quay xíu nha. Đó, hấp dẫn quá cô chú. Rồi gánh đậu hũ nóng của cô 32 năm rồi. Con cảm ơn nha cô. Đó, giờ này chợ cá đông quá. Dạ cái gánh của cô đẹp dễ thương mà. Dạ cô bán rau đây cũng đẹp nữa nè, cũng dễ. Dạ. À, phía đầu tiên là cô bán rau, rau nhẫn lòng. Có rau rau diệu. Dạ. Ở đây có nhiều cá nè, toàn là cá đồng không hết cô. Đây cá trê vàng đồng nè cô chú. Cá đó cá mè dinh hả chị? Cá đó mè, cá ruột phi. Dạ. Đài lên TV đài nào hả anh ấy? Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Ống kính đó đây hả? Dạ. Em mới xuống đây đầu tiên à. Dạ. Dạ. Dạ, em nghe nói chợ này là mấy cô mấy chị bán cá ai cũng xinh hết. Căng 3 kg. À, chị xúc cá nè.
Cá này chắc cá giỡn trà rồi quá. Con cá chép nữa. Cá phi mùa này mình bán được nhiêu ký chị? 30 qua. Cũng rẻ cô chú. Em cảm ơn nha chị ơi. Chợ giờ này mấy cô đi chợ cũng khá là đông luôn nè cô chú. Đây củ cải trắng 5.000 ký à. Hả? Sao con? Hả con đi mua gì vậy? Con đi bán hay đi mua à? Nó phụ đi bán với con hả? À cô đi mua. Củ cải đỏ là 7.000 ký. Củ cải trắng bự bự không à, có 5.000 ký nè cô chú. Hai ký này, ký cải đỏ với ký cải trắng cộng lại là mới có 0.5 đô à. Dưa leo ở đây là có 6.000 ký luôn. Có qua là 6.000 luôn. Chỉ có hành là được 20.000 ký nè. Rồi bắp cải trắng là cũng 7.000. Ở đây cà chua rất là ngon luôn nè, có 8.000 ký à. 8.000 ký mà vô. Bà con lựa cái đống cà chua nó bài ra luôn rồi. Nó giải bên đây là mấy cô bán rau củ. Bên đó có bắp Mỹ nữa kìa. Dạ. Kênh của em là ống kính đó đây. Dạ. Ở đây bán cá nha cô chú. Ở đây quầy cá nha. Dạ cá ngon không à? Ồ tôm xong nè cô chú ơi. Đó. Đây cá sặc chị làm sẵn luôn rồi nè. Rồi tép nữa. Đây mấy con tôm chị làm luôn rồi nè. Cái này là mua về cái là kho luôn rồi. Cá chạch lấu nữa. Bên kia có cá bóng tượng nữa kìa. Hôm nay chủ nhật là chợ cũng rất là đông luôn. Thường mấy cô ở đây nói ngày trong tuần á là bà con đi đưa các em học sinh xong rồi ghé chợ thì sẽ đông hơn. Ở đây chị có bán cá cóc nữa nè. Cá ngát nữa. Cá ngát ở đây thì chắc là cá ngát nước ngọt. Ở đây mấy chị để rổ mâm rồi nhìn rất là bắt mắt luôn. Đây cá lăng nè cô chú. Đây bên đây chị này cũng làm cá. Chào chị. Dạ. Cá chốt quá trời ngon luôn nè. Cá chốt này trứng không à hả chị? Dạ. Cá chốt này mình bán được nhiêu ký chị? 150 nè cô chú. Cá chốt ngon mà. Cá chốt này thì nó ngon hơn cá chốt trong ở vùng biển. Dạ. Đây cá lên canh hả chị? Cá mại, cá thiểu. Dạ.
Đây cá hồng thông nè cô chú. Ô, chị làm sẵn nhìn ngon quá. Cá lồng tông là bao nhiêu chị? Dạ. Cá nào cũng ngon chứ. Cái chị mua vậy cái bà con mua luôn à. Nhìn ghiền cái mua luôn à. Về khỏi phải làm. Dạ. Chị có thiếu cái là kho sẵn. Em cảm ơn nha chị. Chúc chị bán đắt nha. Dạ. Đi vô là gặp mấy chị bán cá ngon. Bên đây cá lóc bự, con cá này khoảng 1,5 kg quá. Cá này cỡ 1,3-1,4 kg của cô chú. Dạ. Dạ, kênh của em là ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Dạ. Dạ không, em mới xuống đây đầu tiên à chị. Dạ. Dạ mấy bạn kia đó. Dạ. 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 Cũng mấy bạn em không á. Dạ. Dạ. Cô bên đây thì bán rau muống rau lan. Rau muống rau lan rất là tươi luôn nè cô chú. Cái này đoạn này rất là ngon. Cái này mua về luộc chấm cá kho. Dạ. Xoay cho mé đây. Dạ đây chị. Nó giải đây một cái cô bán cá cũng nhiều nữa nè. Bên đây là rau củ ha, như là cà tím là 10.000 ký nè. Cà tím 10.000, bắp cải 7.000, dưa 7.000, cà chuối 12 luôn. Bắp cải bắp cải bách thảo là 12.000, cải trắng là 7.000. Ở đây đồ hàng bông quá rẻ. Cải trắng 5.000, cái dưa leo 7.000, cải trắng 5.000. Ở đây là cà phổi trắng nè cô chú. Hai cái loại cà này khác nhau hả chị? Giống nhau. À, tại thấy này nó có màu trắng trắng. Gam đây có rau nhãn lồng nè, rồi cải trời, đột bí, rồi mướp gai nữa. Bên đây mấy cô có bán lươn đồng nữa nè. Bên đây cô bán cá lăn. Cá lăn, cá bông cượng, cá lóc. Mùa này có cá chạch nữa nè cô chú. Đó. Mấy cá chạch còn sống luôn, rất là ngon luôn nè. Đây là gắn trùng với gắn hỗn hành. Cá chạch mùa này được giá không chị? 300 mấy. Đó, cá lăng rất là ngon luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi đi tiếp nha cô chú. Chị bên đây thì bán cá tra, cá điêu hồng, cá chim, rồi ớt thì ớt đồng. Đây là mấy con ớt đồng mà cô chú. Đây ớt đồng đây. Đó. Mùa này mà có rất là nhiều ớt đồng luôn cô chú. Khu bán cá thì bà con đi đông ha, tới đây cái thoáng chút xíu, vô phía trong cái đông lại cô chú. Bên đây thì rau củ nè, rồi cá lóc nhảy ra luôn. Chào chú. Bên đây có chú bào cá thác lát nè. Dạ. Này cá thác lát hay cá lằn hai chú? Lằn hai. Lằn hai hả? Dạ. Giải bên đây mấy cô bán cũng đông nè cô chú. Bên đây hình như là bà con bán bánh bên đây nè. Ngay góc này có cô bán tôm, bán hến đâu nè. Đó. Rau. Dạ. Dạ hôm nay bán đỡ không cô? Dạ. Bình thường chủ nhật đông hay là ngày thứ sẽ đông cô? Chủ nhật mới đông ha. Dạ. Thứ hai thứ ba là chỗ người luôn. Dạ. Thì hôm nay con đi quay cái hên ha, vô gặp đông đông mới vui. Dạ. Cảm ơn cô chú. Chị bên đây bán rau cũng ngon nữa nè. Rau cải trời. Rau diệu. À, phim đầy mấy cô bán bánh nè cô chú. Cái con đường ở đây là nó sát nhà lòng luôn. Hiện tại là em đang đi cắt ngang phía trước mặt nhà lòng đó cô chú. Đây có cô bán rau câu nè. Rồi bánh bánh flan. Dạ, có xài thái này nè. Đây. Dạ. Đây rau câu nhà làm hả cô? Dạ. Đây dưa hấu. Xoài thái. Đó, xoài thái là để ăn sống. Dạ, cảm ơn cô. Dưa hấu. Dạ. Người đẹp bán thịt bò. Người đẹp bán thịt bò. Chờ nàng hai. À, bên đây có cô bán bắp bắp nấu nè. Đó. Bên đây cô rau bắp mình cũng bán luôn hả cô? Bán chú lộn sẵn đó chú. Dạ. Cái rau á. Cái rau mình cũng bán luôn hả cô? Rau mình bán. Dạ. 20.000 cho người ta ăn uống cho nó mát đó. Uống mát. Hỗ trợ trị bệnh rồi hả cô? Uống mát. Dạ. Chú kênh nào hả chú? Dạ kênh của con là ống kính đó đây. Cái gì? Dạ ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Ống kính. Ống kính đó đây hả? Dạ ống kính á. Ống kính đó đây. Dạ. Này bắp nhà hay là cô lấy lại? Bắp nhà nấu mới có cái này nè. À. À chồng mới có nó bắt đầu dạ. Bán rồi. Cái này là mình bán sao đi cô? Cái này thì bán 20.000 ký. Cái trái kìa. Còn 2.000 bịch. Cái này thì 7.000. Cái này 6.500. Cái này thì 6.000. Dạ. Lấy cho con hai trái đi. Hai trái loại cái nhà. Lấy hai này cho 15.000 cho dễ tính tiền ha. Dạ. Khỏi lộn nha cô. Khỏi lộn vừa ăn. Dạ. Rồi hai trái 15.000 luôn. 14.000. Rồi. Thôi con gửi cô luôn á. Cảm ơn luôn nha. Dạ.
mốt đang gì chán rồi đây. Dạ. Vậy là nhà trồng luôn. Đúng rồi, trồng luôn. Vậy là qua năm cô bán bắp luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Bắp không? Trồng hết này cái trồng nữa. Hết. Đúng rồi, trồng có hàng là mình trồng giống như là một cái lô kia ba là trồng á. Dạ. 4 5 ngày bán cho nó. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn cô nha. Chúc cô bán mau hết. Hôm nay là vô mùa xoài. Vô mùa xoài. Phía sau cô kia có cái gánh gì kìa. Bánh ướt. Dạ. Đây quay xe đường bánh ướt đi, quay cái mặt đó. Dạ. Gửi nước ngoài kìa đó. Chị mía đi chị. Dạ. Đây cô bán bánh ướt. Ngọt lắm luôn. Đây là thiếu niên đi bán bánh ướt hả? Đi mua bánh ướt. Đi mua bánh ướt. Dạ. Cũng ngon chứ không đi. Đây. Cô bán bánh ướt cũng sắp hết rồi cô chú. Tôm có mấy hạt nữa không chị? Dạ. Hôm nay cô bán đắt. Dạ. Cô làm cho sắp hết rồi. Gánh bánh nước của mình bao lâu rồi cô? Hai mấy năm rồi. Cô kia bán tàu hũ thì ba mấy năm, cô này thì hai mấy năm. Dạ. Năm 82 tới giờ là nhiêu năm? Cô bán bắp từ năm 82 luôn hả? Ừ. Không biết nhiêu năm nữa. Tại ơi, đừng lâu hơn nữa hả? Tại từ xưa giờ cô bán bắp luôn ha? Đúng rồi, bắp trồng từ nay đó. Dạ, tại từ năm 82 tới nay luôn. Ừ, hồi đó trồng thì bầu bí, mướp, dưa leo, đồ que, đủ thứ cho như cái này không cho bán nữa. Dạ. Vậy trồng bắp, ổn rồi đó. Dạ. 82 tới giờ biết nhiêu năm luôn. Dạ. Hồ cô nào cũng thâm niên hết trơn. Cảm ơn mấy cô nghe. Dạ. Đây cô bán. Dạ, tên là ông kính đó đây. Ông kính đó đây. Dạ. Bữa nay không bán cá hả cô? Không, bữa nay không có cá rồi. Dạ. Bữa nay có đóng chành đó. Bữa nay tôi có đóng chanh cho muốn sáng rồi không có cá. Dạ. Bắt cá không được rồi. Bắt cá không được. Dạ. Con cảm ơn nha. Dạ. Hôm nay chủ nhật bà con đi chợ cũng đông lắm. Đây có ấu nữa nè, không nấu. Đây củ ấu nè cô chích. Giải bên này bán cũng đông lắm nè. Bên đây chị bán bánh rau câu với lại là bánh bò. Có bánh in nữa. Đây là bánh in hay gì chị? À, dạ. Đây bánh in cô chú ơi. Rồi em cảm ơn nha. Bên đây có bán bông nè cô chú. Đây cô này bán hành tỏi. Hành tỏi nè. Ở đây bông vạn thọ màu đẹp quá. Dạ. Con xin quay vài cảnh. Dạ. Này bông nhà cô trồng á. Hôm nay như là ngày 13 âm lịch rồi phải không cô? Hôm nay là 13 âm lịch rồi cô chú. Hai ngày nữa thì bán bông sẽ chạy hơn. Khúc bên đây bà con đi chợ cũng đông nữa nè. Dạ. Dạ kêu là ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Dạ. Đây cá he nè cô chú. Đây thì cá trê vàng.
Rồi giờ mình đi cái cánh bên đây đi xuống luôn ha. Để phía trước đây có bán nè cô chú. Ở đây có bán cá, để quay một phút ở đây, phút bán cá đây cho cô chú xem luôn. Ở đây anh này cái bán cá biển, hải sản, cá thu nhật, cá chép, cá nục. Bên đây là có mực nè. Cá đồng giá 50 luôn cô ơi. Cá biển đồng giá cá 50 ngàn luôn, là 900 đô chai ơi. Cá biển đồng giá 50. Mực là 100. Nghe mực tươi không là cô chú. Cá khoai, cá thu. Rồi bây giờ mình đi ngược cho vô ha. Bên đây có mấy cô cũng bán rau. Rau củ bên đây chợ này thì bán khá là rẻ luôn cô chú. Khổ qua bầu bí đồ rất là tươi ngon luôn mà giá là rẻ. Cà chua 6 ngàn, khổ qua da leo 7 ngàn, bông cải 15. Dạ. Cười cái con. Cà chua 6 ngàn, ở qua da leo 7 ngàn, bông cải 15. Quá rẻ luôn. 9 ngàn à. Đây mấy cô chú lựa hột vịt quá trời luôn nè. Hột vịt 25 ngàn, 27 ngàn một chục. Bên đây cũng bán gà vịt. Cô này thì bán gà vịt. A 118, 115. Ủa lộn, 218. Bên đây mấy chị bán khô nè. Khô rồi chanh tắc. Tắc thì 12 ngàn ký. Chanh thì 10 ngàn ký. Chào mấy chị. Bên đây chị bán khô. Chị bán khô ngồi kế chị bán chanh tắc. Khô là chị có để giá luôn nè. 50 ngàn, 45 ngàn, 35 ngàn. Khô nhìn hấp dẫn quá cô chú ơi. Em cảm ơn hai chị. Ồ. Bên đây bà con đi cũng đông lắm nè. Bên đây là hột vịt, rồi tép, đó, tôm tép. Bên đây chị bán trái cây bưởi nè. Bưởi da xanh Bến Tre 18 ngàn. Bơ thì 25 ngàn cô chú. Xoài là 1 ký 10 ngàn. Hôm nay bán đỡ không chị? Dạ cũng đỡ. Dạ. Dạ. Em thấy chủ nhật cô đi cũng đông ha. Dạ chủ nhật ta nghỉ. Dạ. Cô bên đây thì bán gương sen, hạt sen hả cô? Có tim sen nữa nè. Có gương sen. Dạ, cái tim sen thì cho mọi người uống ấy, chị mất ngủ đâu hả cô? Tim sen nó đặc biệt là chị tiểu đường á.
tiểu đường luôn hả cô? Dạ. Thấy mấy người tiểu đường không có tiêm sen mà ăn á. Dạ. Nói chung là cái sen là cái nào ăn cũng tốt. Dạ. Nhưng mà cái tiêm sen khô thì mình nấu như nước trà đấy ha. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Ngồi một chút ở chỗ đầu ngồi. Đây có bông bí nè cô chú. Hả? Bên đây thì cá nuôi. Bên đây thì cá sông nè. Đó, bên đây cũng có mấy cô bán cá lồng tông. Có bông điên điển nữa nè. Xoài, ổi. Bên đây cô có bán chuột nữa nè. Chào cô. Chuột rồi chim cút. Mấy con nhỏ nhỏ là chim sẻ hay gì hả cô? Bên đây cô có bán hến rồi tép nữa nè. Dạ, ốc đắng nè. Ốc đắng. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị. Bên đây thì khúc này thì bà con đi lai gai. Không thấy. Bên đây cô bán gạo, bông bí với lại bông điên điển nhiều lắm nè. Chào cô. Bông điên điển với bông súng là có quanh năm luôn hả cô? Có quanh năm. Dạ. Ngày xưa thì bông điên điển mùa nước mới có. Hồi xưa là mùa nước mới có, bây giờ là nước hay gì ạ? Dạ. Giờ là quanh năm luôn. Cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Quay vậy có dính sao đó không? Dạ. Quay dính cái này không, có dính sao đó không? Dính ai cô? Có. Có. Cho bà con. Dạ, cho bà con mới mốt quá đi mua rồi ủng hộ cô. Dạ. Bên đây là anh trai bán khoai lang. Đại lý khoai lang đây. Dạ đây. Bí gợ này gọi là bí gợ gì mà trái nó tròn tròn vậy cô? Bí gợ non. Bí non hả? À. Dạ. Ăn kiểu lắm luôn. Dạ. Cho bà chủ đi rồi không để quay. Dạ, cảm ơn cô nha. Chợ này chợ xã của thành phố nhưng mà cũng lớn lắm cô chú. Bà con bán nhiều. Bên đây cũng cá nhiều nữa. Đây là một số gian hàng trái cây. Đấy. Bên đây cô thì bán trái cây. Gào quá trời gào luôn. Bên đây thì cũng có cô bán sâm đậu hũ. Chào cô. Ở đây cô cũng có cái nồi đậu hũ nữa nè. Đậu hũ nước đường. Cảm ơn nha cô. Bên đây thì có bánh nè cô chú. Bánh bông lan, bánh ninh, bánh hoa dạ.
bên trong. Dạ, bên trong thì cô cũng đang làm bánh, cô đang đổ bánh kẹp. Bên đây cô này thì đang gọt khóm. Đây khóm, khóm tắc cậu 5.000 một trái, bao ngọt luôn. Bên kia thì có chị bán như là bánh canh bột sắc. Chào chị, cho em xin quay vài cảnh nha. Dạ. Đây, bánh canh ngọt với bánh canh mặn luôn hả chị? Dạ. Đây là thịt bằm hả chị? Bánh canh này là thịt bằm hả? Canh gạo xay của mình á. Dạ, rồi thịt bằm hay là cua? Cua em ơi. Cua ha, dạ. Đây là cô chú, nhìn hấp dẫn quá ha. Một bịch là bao nhiêu chị? Đây bánh canh ngọt. Hay chị chắc bán cũng lâu hả chị? Hai mấy năm luôn rồi. Ngày xưa chắc ba một bịch có mấy ngàn hả? Dạ. Còn bây giờ là bao nhiêu một bịch? Dạ 6.000. Dạ. Ồ đây chị bán rẻ không cô chú? Dạ. Bánh canh thịt bằm 6.000 một bịch. Ngày xưa mới ra là có 2.000. Rồi em cảm ơn nha chị. Ồ giờ này bà con đi chợ đông quá luôn rồi nè. Dạ. Chủ nhật bà con đi đông hơn mọi khi hả cô? Bên đây cô bán bông. Bông có bán quanh năm không cô? Dạ. Vậy là ngày mai ngày mốt sẽ bán dễ hơn. Cảm ơn cô nha. Ơi ra bên ngoài sáng hơn cô chú ơi. Bên đây. Bên đây bán xoài. Ở đây có một ông cụ đi xe lăn bán vé số. Để, chào ông. Ông bán vé số hả? Dạ, chân ông bị sao vậy? Tai nạn lao động. Dạ, một ngày ông bán được mấy tờ không? Trăm. Dạ. Ngồi lâu đâu được không? Dạ, ông ngồi lâu không được hả? Nó kéo mình xe này cho tôi cây, tôi gặp tôi dĩa cây phóng lên đây. À. Dĩa rồi đột quỵ luôn. Dạ, hồi đó chú, ông bị cây nó đâm vô bụng á hả? Ừ, bị gì dạ. Tôi gặp tôi dĩa, tôi làm ở mấy chục năm. Dạ. Tôi chuyển ra làm máy 20 năm. Dạ, cưa dĩa. Dạ. Cây phóng vô rồi, dĩa rồi đột quỵ luôn. Dạ. Đây giờ bị vậy là bao lâu rồi không? Bị tháng 9 này giáp năm mẹ này năm mấy rồi. Dạ dạ, ông chờ con xíu nha. Con gửi tặng hỗ trợ ông 200.000. Tiếp ông trong cuộc sống nha. Đây là số tiền của chú Đức ở Mỹ gửi hỗ trợ cho bà con. Dạ. Rồi chúc ông bán đất nha. Dạ. Nhà nước cũng có hỗ trợ bán được 900 mấy. Nhà nước hỗ trợ một tháng được 900 mấy. Từ nặng đây chứ mấy người kia có 700 mấy. Dạ. Để tôi đi không được. Cái tay ông bị rung luôn kìa. Thế. Bán đứt cơm không chứ tôi đâu mất cơm nữa đâu. Dạ. Rồi ông đi bán đi con chào ông nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cô bên này bán đồng nữa nè cô chú.
Đây có chả cá, bánh mì. Chào chị. Dạ. Bánh mì đi. Dạ chào chị. Dạ bánh mì quá là đẹp luôn. Chị bán bánh mì cũng dễ thương nữa nè. Này là ở nhà mình làm luôn hả chị? Dạ, ở nhà em là. Dạ, lò của mình là tên gì chị? Là em tên Nguyễn Thị Thu Dân. Nguyễn Thị Thu Dân. Dạ. Gần đây không chị? Là em ở gần đây nè anh, cái đèn xanh đèn đỏ. Dạ. Rồi bà con mà có đi chợ lại ủng hộ em nha. Ủng hộ chị Nguyễn. Em là ở đâu anh? Dạ em ở Tiền Giang chị. Vậy hả? Dạ. Bữa có anh kia cũng có quay em nữa. Nè. À. Mà em cũng vẫn bán được. Dạ được rồi chị. Dạ không em cho nè. Dạ được rồi. Nè bỏ vô đây đi. Thôi em cấp. Không, em xách cái giày nó bị đổ. Không, em bỏ vô. Kênh của bạn tên gì? Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Ống kính đó đây hả? Ủa chị đưa cho anh mì em đi. Tặng cho anh bánh mì về cho anh ăn nha. Rồi em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn anh. Dạ. Cho em để đây chút em lấy được không? Dạ, được, dạ. được. Rồi. Em để đây, anh để đó cho em đây. Không mua bánh mì mà chị cũng tặng nè. Dạ, không có sao anh. Rồi, lò bánh mì của chị Nguyễn Thị Thu Dân. Dạ. Rồi, chúc chị bán đắt nha. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Cái đó là 5 mẫu này. Hôm nay là vô mùa xoài cho nên là xoài ở đây bán nhiều lắm. À, dùng cao lãnh hoặc là sa đéc là xài nhiều lắm cô chú. Đây cũng có mấy chị bán rau nè. Và bây giờ mình đi tiếp nha. Bên đây mấy chị lựa xài quá trời luôn. Dạ em đi có một mình nè chị. Đây là xoài cát Hòa Lộc hả chị? Cát Hòa Lộc. Vô mùa xoài luôn. Mình trồng á, mình đếm lại hả chị? Căng bán lại. Căng bán lại, dạ. Hôm nay chủ nhật chợ đông quá. Bữa nay chợ chủ nhật. Dạ. Mấy chị lựa xoài quá trời luôn nè. Em cảm ơn nha chị ơi. Đó, bên đây cũng có mấy cô bán bắp, rồi bánh cam, rồi xoài, chuối. Dạ, bên đây cô bán bánh, bánh tét với lại bánh cúng. Dạ, dạ. Có bán rau nhãn lòng nữa ha cô? Chuối, đậu. Dạ. Này là ở nhà mình có gì mình bán đó à? Có gì bán hết ơi. Dạ. Có cá lăn bên đây. Cô này có bán cá lăn nữa nè. Cá lăn quá ngon luôn. Dạ. Bánh tét nước tro hả cô? Bánh tét nước tro là nhân gì á cô? Cái nhân á, cái nhân là nhân gì cô? Đó là nhân ngọt. Dạ. Bán bao nhiêu một đòn cô? Đòn đó có 7 ngàn con. Dạ lấy con 2 đòn đi. 2 đòn tính 15 ngàn đi cho dễ tính. Có mình con nên con mua 2 đòn thôi. Dạ thôi có mình con à. Dạ thôi con gửi tiền luôn. Thôi con gửi tiền chứ tặng gì. Dạ thôi con gửi tiền đi. Thôi con gửi tiền luôn á. Không trả tiền đi chứ cô lớn tuổi rồi mà tặng cái gì? Cô làm nhà. Dạ. Cô làm nhà. Mấy cô tặng ngại quá. Dạ. Tặng con là 31 tên là vui vẻ. Dạ vậy con cảm ơn nhiều nha. Dạ. Đó là gì tiền nữa này ai là ta biết. Dạ. Vì tiền bán bánh tét. 71 tuổi. Dạ 71 tuổi. Vì tiền rất là dễ thương luôn. Mua có chút xíu mà vì tiền đăng nhiều hơn nữa. Dạ. Con định mua ủng hộ mà gì còn tặng nữa. Rồi con cảm ơn nha. Bên đây là mấy cô bán dưa hấu nè. Ồ, bên đây bánh quá trời bánh luôn cô chú ơi.
dưa hấu như ngày Tết luôn. Chị bên đây thì lặt cá. Cá cơm hả chị? Cá cơm. Cá cơm. Bên đây là cá mòm phải không chị? Cá mòm. À, cá mòm đây bự quá ha. Còn mòm nhỏ nữa. Dạ. Cá này về kho tiêu hoặc là chiên bột. Chiên bột. Dạ. Kho tiêu nè. Dạ. Em cảm ơn nha chị. Dạ. Bên đây là cô bán dưa hấu đây. Dưa hấu dạo này được giá không cô? Dưa hấu dạo này được giá không cô? 15.000. Dạ. Dưa hấu quá trời đỏ luôn nè cô chú. Đó. Dưa hấu là mình lấy ở đâu vậy cô? Dạ. Dưa hấu Long An là ngon lắm đó cô chú. Dạ. Như miền Tây mình có dưa hấu Long An nè, dưa hấu Gò Công. Vậy hả cô? Dạ. Ở chỗ con thì có dưa hấu Phú Cường á, không biết cô có biết không? Dạ. Không ngon bằng luôn hả? Dạ. Nhưng mà năm nay con nghe nói dưa thấp dữ lắm. Nhưng mà mình dân mình trồng bị thất á. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Dạ. Bên đây cái mầm bánh đây rất là hấp dẫn luôn nè. À, bánh tét, bánh ít. Bánh bò. Bữa trước còn bữa sau con đưa 100.000 đi Nguyễn ơi. Không bữa bà trả rồi. Đây cái chị đi góp tiền chỗ mặc bộ áo bà ba rất là đẹp luôn nè. Bên đây thì cô bán chào cô. Chào em xin quay vài cảnh nha cô. Dạ quay đi. Dạ. Đây là bánh, bánh cái bánh mình đang bánh bột bán nè. Dạ. Bánh nó chặn nè. Cái bánh mình đang xé là cái gì vậy? Đây là bánh đồng. Dạ. Ngọt đó em. Dạ bánh đồng ngọt. Bánh đồng ngọt và dây nóng. Dạ. 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 Đây là của chị gì đây? Quầy bánh của chị gì? À chị chè. Dạ, chị chi chè. À, còn này là bánh nóng nè. Dạ. Đậu cánh bánh dẻ. Dạ, sáng nay chị bán sắp hết nè cô chú. À. Rồi. Em cảm ơn nha. À, mày con mày chứ. Trời ơi, ca luôn. Làm gì mà trắng động dữ vậy? Hôm nay ngày chủ nhật ăn giường tao. Em đang làm mình. Không có con ca cái bài vừa sau mộ rồi nha. Vui quá gì chị ca luôn rồi. Ca cái bà con chạy hết à? Không bao giờ với ăn một gà chứ mà một vịt cà thôi. Cái chai vô chị ơi. Đi nãy giờ mà chưa có hết cái một cái đường dài của chợ nữa cô chú. Bên đây có bông bí rất là đẹp luôn nè. Bên đây cũng có cá đồng nữa nè. Bên đây chị có bán cá chạch lớn. Bên đây mấy cô bán hến nóng nữa nè. Bên đây có chị bán bà khía. Chị cho em xin quay bà khía chút xíu nha.
Đây, ba khía. Ba khía nhìn ngon quá. Còn lớn lớn không ạ? À? Em cảm ơn nha chị. À, bên đây thì chị bán hến nóng với lại là ốc lễ ra sẵn luôn rồi nè. Dạ. Ốc này là về kho xả luôn. Đó. Dạ. Cái người mà lấy ra nhiêu ốc đây là cũng là kiên nhẫn lắm á. Mẹ chỗ mẹ. Em cảm ơn nha chị. Bên đây thì cũng có cái cô bán cá, tôm. Bên đây thì cô đang bào cá thác lát, chào cô. Cho con xin quay cô bào cá thác lát nha. Cá sông của mình đó con. Cá sông luôn hả con? Cá sông của mình con lắm. Đây cá thác lát chứ không phải cá nằng hai nha cô chú. Cá thác lát con, 250 một ký. 250 một ký. Hàng nguyên xi đàng hoàng. Dạ. Chị đã đi góp tiền chỗ đó hả cô? Đó là góp chỗ ngồi thôi. À thì chỗ thì con gọi là tiền chỗ. Ừ, đúng rồi. 8.000. Dạ. Đó. Cô bán cái loại thác lát này là lâu chưa cô? Lâu rồi con, được năm rồi. Dạ. Ở đây mấy cô bán cá, bán bánh đâu là cô nào cũng mấy chục năm hết trơn. Ừ. Dạ. Chị Hu có tiền nghề lại cho ai không cô? Hả? Chị Hu có tiền nghề lại cho ai không? Chắc là không có tiền cho tụi em. Bữa đôi bán luôn rồi cho ba người thì cực quá thôi. Dạ. Rồi ông thì cha lắm. Dạ. Không cực lắm thôi, thức nuôi cũng sớm. Dạ. Bây giờ con cháu đi học mấy cái nghề lấy chân hả? Nó đi làm ngành nghề khác cho nó không có khó khăn đó cho con. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Dạ. Chợ giờ này càng trễ cũng càng đông luôn. À. Hôm nay chủ nhật. Hôm nay chủ nhật con, chợ này nó đắt ngày chủ nhật lắm. Dạ. Em bảy với chủ nhật 2.000 đó đắt con. Dạ dạ. À, tới đây là cuối rồi nè cô chú. À, lúc nãy mình chưa có đi cái cánh bên tay phải ha. Bây giờ mình đi vòng qua bên tay phải đi ra phía trước. Ở bên đây thì có cô bán cà nướng nè. Chào cô. Chào con xin quay cô nướng cà nha. Đây cà nướng mỡ hành nè cô chú. Đó. À, mình một bịch nướng mỡ hành vậy là bao nhiêu cô? 10.000. Dạ. Nướng cái cà này là nóng lắm đó, cô chú ơi. Cô có bán cả hến nữa nè. Đó. Hến này là mua về kho xả. Rồi cô bán bắp nấu luôn. Cô cảm ơn nha cô. Rồi bây giờ mình quẹo qua bên đây nha cô chú. Ở đây có bà bán bông nữa nè. Đó. Rồi ốc đắng, ốc gạo. Rồi đối diện bên đây là có cô có cái quầy bánh rất là ngon luôn nè. À, chuối hầm dừa, rồi xoài, rồi cô nương chợ này hai. Dạ cô nương. Quầy bánh của cô nương. Cái này là cô làm nhìn hấp dẫn lắm nè cô chú. Ốc xoài. Dạ. Ốc hầm, tôm dẹp. Có bắp hầm nữa hả cô? Bắp hầm nữa là còn hai hộp. Dạ, lấy cho con một hộp bắp hầm đi.
để đường yên nha. Dạ, để đường yên ấy hồi con ăn sao. Bao nhiêu vậy cô nương? Dạ. Đây xôi mà có miếng cơm trái nè cô chú. Xôi mà cơm trái là ngon lắm á. Con cảm ơn cô nha. Ê cô nương bán bánh bao nhiêu năm rồi cô nương? À, 30 năm rồi đó cưng. Cũng 30 năm. Hôm nay cô nào cũng mấy chục năm chưa? 30 năm rồi đó cưng. Dạ. Quầy bánh rất hấp dẫn. Đây là chuối hầm dừa nè. Sao vậy? Cưng lấy hộp bắp hầm á, chị vô đường hả đi riêng? Dạ, để riêng. Còn hai hộp bắp hầm cô bán hết luôn rồi đó. Bên đây phía sau thì hơi thoáng hơn xíu ha. Một số cô chú anh chị bán chuối. Bên đây thì có cô bán xả bầm nè. Phía sau này là cũng rau củ. Chào cô. Hôm nay bán đỡ không cô? Dạ. Bán mang cơm theo ăn luôn hả cô? Dạ. Nhưng mà cơm nhà ăn ngon hơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ kênh của con là ống kính đó đây. Dạ. Có dì Phượng hả? Đó, mai mốt coi thấy dì Phượng ăn cơm. Bên đây cũng có mấy cô bán rau nè. Đây là rau Tây Tượng phải không cô? Dạ. Cái này xào hay là búp gỏi ăn sống gì cũng được. Nấu canh chua. Dạ, nấu lẩu nữa. Lẩu rồi đó. Dạ. Đây chị có bán sầu riêng nè, sầu riêng ri sáo bao ăn. Rồi tới đây mình vòng ra phía trước cô chú. Bên đây có bán khô. Bên đây có cô bán chuối với lại là bắp chuối nữa nè. Đó. Bắp chuối thì làm gỏi. Cái này là trộn gỏi thịt gà cũng ngon lắm ha cô. Dạ. Về Sa Đéc là nổi tiếng là cái món hủ tiếu xương ống nha cô chú. Ở đây cô có cái quầy hủ tiếu nè. Bên đây mấy cô bán xoài, bán rau. Sao nãy giờ em thấy đông quá mà chị. Dạ. Chắc thứ hai mấy cô đồ mua đồ rồi cho mấy học sinh thì nhiều. Ở đây mấy chị nói là chợ chủ nhật thua chợ thứ hai. Dạ. Tới thứ hai thì lại chê ngày chủ nhật. Thứ hai lại chê ngày chủ nhật hả cô? Bên đây là cô bán khoai với lại khoai mì. Ở khu ở đây thì một số cô bán
những cái quầy bánh thì lai gai thôi. Dạ không mua anh. Là đặt có quà không chạy chứ. Dạ không mua. Ở đây có cô cũng bán bắp rồi bán xôi nè. Chợ này thì bà con bán bắp nấu nhiều lắm. Cái món bắp nãy giờ là em thấy là cạnh tranh nhiều lắm á cô chú. Bốn sợi cam. Rau củ. Ở đây có măng nè. Mùa này chưa có mưa nhưng mà có mùa năng có măng rồi. Thường mùa mưa xuống thì măng mới nhiều. Cái này gọi là cái gì vậy cô? Cái xài. Cái xài bằng mũ ha? Cái xài bằng mũ. Dạ. Giống nhau à? Dạ, ngày xưa thì có cái xài bằng tre, bây giờ là người ta làm bằng mũ luôn rồi. Dạ. Để cho bà con đựng rau rồi. Ở đây mấy cô bán đây cũng đông vui lắm nè. Đó. Bốn cái xè 100 luôn. Đó, đây cũng có măng nè cô chú. Đó, bên đây chị này bán khoai với lại bí đỏ nhiều. Cái quầy cao rau củ bên đây thì bán cũng khá là đắt. Ở đây thì cô bán ổi, ổi nữ hoàng 10.000 một ký. Bán nó vậy đi. Rồi cho dư đi. Bên đây là một số quầy gia vị tương trao luôn nè. Ồ, ở đây có cái quầy đồ nhựa. Mấy cô ở đây tập trung ở đây mua quá nhiều luôn nè. Ôi đồ nhựa mấy cô lựa quá trời luôn. Năm ngàn đồng giá nên bà con lại mua nhiều. Cái nào cũng 5.000 thôi cô chú. Đây, xài nữa nè. Xoài cát và lọc. Xoài cát và lọc mùa này thì loại đẹp đẹp nhất á, cũng cỡ 50.000 một ký. Vậy à chị? Vậy là bộ này phải tâm linh rồi. Mấy lần rồi đó. Hôm bữa có bộ này à, em kia cũng đi quay. Hôm trước bộ kia, bộ này em kia cũng đi quay. Mấy lần bộ đồ này luôn. Dạ, vậy là bộ đồ này tâm linh rồi. Dạ. Chị muốn bộ này đem ra chợ nàng hai đấu giá đi chị. Dạ. Chợ hôm nay bán đỏ không chị? Vậy hả? Dạ. Hôm nay chủ nhật đi đông nhưng mà bán cũng hơi chậm ha.
bị tình hình kinh tế khó khăn chung rồi. Rồi em cảm ơn nha chị. Bên đây chị này thì cũng có bán cá sặc nè, rồi cá bóng. Dạ, chú bên đây thì bán mặn 10.000 ký. Cảm ơn nha chú. Cô bên đây thì bán hột vịt. Hột vịt rồi hột gà đồng nữa nè cô chú. Dạ. Hột gà ở nhà đẻ luôn hả cô, hay là mình đếm của bà con? Gom hết một làng rồi. Dạ. Dạ. Cái này gọi là gà vườn ở nhà, dạ, của bà con. Gà ta mình á. Dạ, thả vườn á. Dạ, còn gà này thì gà mua. Dạ. Gà này thì nó dinh dưỡng, nó an toàn hơn. Con cảm ơn nha cô. Ở đây cô đập ra sẵn hay là nó bị bể vậy? Cái đó là mình đập ra. Dạ. Đập ra làm mẫu cho bà con coi đó hả cô? Dạ. Nhỏ kia nhỏ 20. 20.000 một chục trứng vịt. 25.000. Nhỏ có không? Dạ. 22.000 đó, bây giờ nó còn có ăn gì. Đó. Dạ, quay cô lựa trứng vịt. Cảm ơn nha cô. À, ở bên trong nhà lồng là một số cái gian hàng ăn sáng đó cô chú. À, hồi nãy những cái sạp thịt cá bên trong thì em không có đi vô. Cô bên đây bán khô cũng đắt lắm nè. Cá lóc có nhiều loại lắm, cái sặc lớn, cái sặc nhỏ. Dạ. Dạ cô. Dạ. Dạ. Bà cô ở trọ hả? Dạ. Dạ cái rồi. Chứ nhà cô không có nhà hả? Ừ, trước giờ là nhà cô ở đâu? Ở đó giờ không có tới lại. Tại xưa giờ cô không có nhà ha. Không có nhà. Dạ. Rồi cô không mấy đứa con của cô được mấy người? Hai đứa kia có chồng vợ chồng. Dạ. Còn chú đâu rồi cô? Chú chính à. Vậy là già má nuôi mầm đi bán trầu trao, má nuôi nhỏ bé rồi. Dạ. Cái cầu vệ sinh này nè. Cho nên tất cả cái trời ở đó. À. Đó, bà đó. Dạ, vậy là cô giữ cầu nhà vệ sinh của chợ. À, giữ cầu không có lời nữa. Dạ. Kiếm cho con ăn ăn sống rồi. Còn mình bán ngày vậy cũng đỡ không cô? Trời, bán ngày cũng đỡ con bán. Dạ. 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 Cô cũng ăn chầu luôn. Ủa, nhai chầu không nhứt răng hả cô? Dạ. Dạ, cô... dạ. Vậy là con gái của cô là mấy tuổi rồi? Là bị bẩm sinh hồi nhỏ hả cô? Dạ. Cô ơi, vậy con gửi hỗ trợ cho con 200.000 tiếp cô trong cuộc sống nha. Đây đó anh Giang hả? Dạ, của em là ống kính đó đây. Dạ. Thấy cái chương trình này không? Dạ. Bảy ông coi chưa bằng á. Cái này ơi, chương trình mới chạy lên con nghe. Dạ. 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 Dạ, đây là số tiền của chú Đức ở Mỹ gửi hỗ trợ cho bà con mình. Nó muốn hỗ trợ con dùm tao tao khổ lắm mà. Dạ. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Chúc cô bán. Dạ. Cảm ơn cô bán khô. Đây cô bán khô nhìn ngon lắm nè cô chú. Đó. Cô mấy con nhỏ nhỏ này là cá. Nhưng mà là cá ngoài ruộng hay là sao mà nó nhỏ? À. Nhưng mà tại nó nhỏ cũng làm luôn ha. Dạ.
Dạ nó không lớn. Rồi chào cô nha. Dạ. Đây bên đây cái gian hàng trái cây cũng nhìn đẹp lắm nè cô chú. Rồi bông nữa. Bên đây chị bán cá chạch cũng nhiều nữa nè. Đó. À, chào chị, cho em xin quay vài cảnh nha chị. Mùa này mà có cá chạch nhiều quá hả chị? Dạ. Đây có một số loại cá chạch nhà con nè cô chú. Diễn diễn nè. Mùa này cá chạch được giá không chị? Dạ. Ở đây thì 350-400 một ký. Em cảm ơn nha. Đây đi tới đây là ga, sắp ga phía trước chợ rồi. Cô đây thì có một mớ bông bí nè, lọn rau muống, rồi lọn bông súng, mấy nảy chuối, vài bó rau găm. À, ở đây có mấy cô bán. Chào mấy cô. Dạ. Bán sắp hết hả mấy cô? Dạ. À, ở đây có cái bắp chuối này, bắp chuối gì cô? Bắp chuối hộp ha, lớn quá nè. Cái đó là tự chỗ ra rồi cái cắt luôn, không có để chỗ bắp. Không không cho trái luôn. Dạ. Dạ. Quýt đường. Dạ, cà na Thái. Đây có cái gỗ cà na Thái nè. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy chị, mấy cô nha. Rồi, trong đây là những cái khu ăn sáng đồ nè cô chú, bán hủ tiếu, bánh canh đồ ha. Bây giờ em vô đây quay sơ một cái cho cô chú xem ha. Các cái quầy ăn sáng, hủ tiếu, bánh canh ở đây. Bán đồ đồ chai. Rồi. À, bên đây chào chị, cho em xin quay vài cảnh nha chị. À, bên đây là khu nhà lòng vừa ăn uống mà vừa chế biến đồ chai làm sẵn ha cô chú. Kế bên là khu bán cá và thịt heo ở trong nhà lồng. Ở đây là cô đang bào khoai môn ha cô. Dạ. Đây cô chú. Cái này để mình làm món gì vậy cô? Này là chả giò với bì. Dạ, chả giò với bì. Đây là chả giò nè. Đây là bánh bao. Cảm ơn nha cô. Bên đây là mấy cái món chay được làm sẵn nè cô chú. Nhiều món quá, hấp dẫn, đa dạng nữa.
như là món này là món cà ri nè. Em cảm ơn nha chị. Trong đây là khu bán thịt heo, thịt bò nè cô chú. Chị em ta đi hái rau như vậy bán mà khổ lắm nè. Có dạ. Giúp ta được gì không? Bà đi gái hao, gái hao hái rau bán hả bà? Rau bán không? Dạ, bà năm nay mấy mươi rồi? 84. Trời ơi, 84 nhìn bà còn khỏe quá. Dạ. Bà chị 90 là hai bà ở chung. Dạ. Cái lô này cũng đầy rau. Cháu nó bệnh nó nghỉ. Bà lại bà ngồi mà cô không có lấy tiền bán, hỏi bán ngày mấy chục ngàn. Dạ. Bà vậy được bà cần giúp bà không đó. Dạ. Cô giúp bà được cái gì cũng giúp bà dùm đi. Dạ dạ. Cho bà đem. Cô hai cô ủa hai bà không có lập gia đình hả? Không. Không luôn. Dạ. Giúp cái gì cho bà để bà mua. Dạ. Bình con gửi tặng cho bà 200 luôn nha. Dạ đây là số tiền của chú Đức gửi hỗ trợ bà con. Vậy là cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạ rồi. Dạ dạ. Ở đây có gì là cho bà ăn. Dạ. Ai mấy bà bệnh. Dạ dạ. Bà bệnh nhiều khi cô thấy mấy cái này nó mua thuốc bà giỏ mắt dạ. Rồi đó. Dạ. Ai có gì giúp bà lấy. Con tặng bà mấy cái bịch bánh luôn nè. Tại con mua nhiều con không có. Con ăn không hết. Vậy hả? Vậy hả? Dạ. Rồi con cảm ơn bà nha. Chúc bà sức khỏe. Bánh tàu có con què vậy đó. Nó dạ, dạ. Được luôn. Rồi cảm ơn mấy chị mấy cô nha. Dạ. Dạ. Đây mấy chị bán hộp dịch. Và bây giờ cũng hết chợ rồi cô chú ơi. Giờ cũng trưa rồi. Bây giờ là chợ ở đây bà con được cho xe chạy vô rồi. Cho nên là mình thấy đông đông rồi đó. Nhưng mà toàn là xe chạy không à. Đây nè cô chú, phía trước chợ có anh bán sầu riêng. Anh đang khui này nhìn rất là hấp dẫn luôn. Quay chia sẻ cho cô chú xem. À, đây cái đống sầu riêng của anh nè. Cái này là sầu riêng gì vậy anh? Ghi sáo. Ghi sáo với chuồng bò. Để coi giá coi. Sầu riêng bao ăn. Hôm nay là ăn nhiêu ký rồi anh? 80.000 ký của chú. 80.000 ký là chưa tách nha. Đây rất đẹp luôn. Ngay phía trước đầu chợ nàng hai nha cô chú. Đó. Này mình khui làm mẫu hả anh? Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh bán đắt nha. Rồi bây giờ 10 giờ rồi cô chú ơi, trưa nắng lên rồi. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì khi mà đi chợ Nàng Hai ở Sa Đéc, Đồng Tháp, hôm nay cũng có duyên gặp một số cô chú có hoàn cảnh khó khăn, thì em cũng đã trích số tiền của chú Lê Hữu Đức để hỗ trợ cho bà con ở đây là hết 600.000. Ở video trước thì em còn giữ số tiền của chú Đức là 2.850.000. Hôm nay hỗ trợ cho bà con hết 600.000. Thì bây giờ còn tạm giữ là 2.250.000. Em sẽ dùng để chia sẻ cho bà con ở trong những khu chợ khác. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đặc biệt là cảm ơn chú Đức đã dành một phần tiền của mình để chia sẻ cho bà con nghèo ở Việt Nam. Các bạn yêu quý kênh, vui lòng cho em một like, bình luận và đăng ký kênh nha. Để làm động lực em chia sẻ nhiều video hơn nữa cho cô chú, anh chị và các bạn xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.